Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mạc Nguyễn. Hôm nay mình sẽ phát trực tiếp. Hello, mình sẽ bật tí nhạc. Ok. Mình sẽ bật nhạc nhá. Bài gì? Đỗ ta không đỗ láng nhá các bạn. Các bạn nhớ đón xem video của mình. Hôm nay mình sẽ livestream trên YouTube Đỗ ta không đỗ là. Vẫn dẫn không có gì ai yêu không à. Hôm nay mình sẽ vào clan nhá. Free Fire đã bị cập nhật, mình không chơi được. Từ từ nhá, đợi mình đi. Vẫn dòng tâm tư vì ai, tiếng mộ cù lên vũ vàng, thì không thấy bóng làng. Trong mỗi lo vọng, kinh khủng mà chứ. Nói không sao đi vì ai, nhưng không thể quấy đâu. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải ứng dụng Lock Clear. Bây giờ đây mình đã phát hiện 7.5 mấy về và mình sẽ dọn. Các bạn hãy nhớ tải ứng dụng Lock Clear. Đã có nhiều kênh tải, là kênh Duy Thường này, Duy Thường Vlog này, với cả Khấu Cáo, với cả Phương Hữu Dưỡng, đủ kiểu đủ các kênh ạ. Mong các bạn tải về mà dùng cho đỡ bị lắc máy. Máy mình mới đọc lắc lắc lắm. Rồi mình thấy các nhiều người tải xong mình cũng tải theo. Các bạn nhớ về tải nhá. Các bạn nhớ xem video này đừng có chê nhà mình nhá. Mình tên là Ngọc, bao giờ mình được 100 ca sub. Mình sẽ show mặt cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ chụp clan. Các bạn đừng nhớ đón xem nhé. Hello, bấm xem cho mình một like, một chia sẻ, một đăng kênh nhá. Ok, bây giờ cập nhật xong video ai mình sẽ livestream cho các bạn. Bye. Đây nhà mình cùi võ trưởng. Hello bạn Nguyễn Đức Anh. Hello bạn Phước Phước. Bạn Phước Phước. Hôm nay mình sẽ chơi kiếm. Bây giờ làm gì nhỉ? Xem cái chiêu hộ nha các bạn ơi. Mình sẽ đi đánh một trận.
Ok. Kênh mình kênh 7 hơi cùi. Mà các bạn nói xem, mình gặp nhà nào mình đánh với nhau, mình đánh vào nhà này nhá. Mình thả nhầm quân cờ lan. Vườn hồng trên kia cao quá, mai mai không ngộ tới làng. Vườn dâm dâm tư vì ai, tiếng mỡ kêu lên không phải. Mình sẽ đục thẳng vào trong luôn nhá. Mình cũng mới lập kênh, mong các bạn trợ giúp. Chắc là mình đang chơi kiếm nhá. Magi mình mấy con gì? Sao à, Magi 5. Đây mình làm được cái này, đến vui tăng cao phải đợi 5 ngày 2 giờ nữa mình mới được nhận. Mình sẽ xin quân hội này là hội của bạn mình, nhưng mà bạn mình không chơi nữa, cho mình quản lý. Đây thủ lĩnh, đây đâu nhỉ, đây thủ lĩnh, đây thủ lĩnh của bạn là bạn mình nhá. Nhà cũng bình thường, không cùi không sâu. Chửa đập cái này luôn, bạn ấy bỏ rồi. Ủa là BH6 đánh nó còn đánh gì à? Mình chơi rồng. Vâng, mình muốn chơi rồng. Tất nhiên đó là đây. Bạn ấy mất mình tuấn đỏ đánh chơi rồng. Mình sẽ làm cho bạn đánh chơi rồng. Đánh chơi rồng. Cái này nó đang lên muốn. Mơ con trai hay con gái, mình con gái. Mình cũng tên là Ngọc nhưng mình nhớ tên là Mơ. Mình là con gái, chúng mình như con trai. Các bạn có cảm ơn các bạn đã ủng hộ tâm nào. Thôi mình kết thúc clip ở đây, nữa mình lại quay tiếp. Ok, thì lời xin nhớ của các bạn nhá. Bye bye.